Chào các bạn, hôm nay giới thiệu các bạn là cái bài tập về giải phương trình lượng giác thuộc luyện tập 4 trang 36 toán 11 bộ kết nối tri thức tập 1. Giải các phương trình lượng giác như thế này. Thì phương trình đầu thì là ta sẽ đưa về dạng cơ bản, còn dạng 6 này này. Cái bài 6 này thì nếu không khéo nhiều người giải sai. Đấy. Thì phương trình này ta chia cho căn 3 thì ta sẽ có ở của A. Thì nó sẽ là gì? Tan x, tan 2x bằng trừ 1 trên căn 3 trừ căn 3 trên 3. Thì cái này chính là tan của trừ pi trên 6. Ok chưa? Đấy. Vậy lúc này ta sẽ có là 2x bằng trừ pi trên 6 cộng với k pi. Nên nhớ là phương trình tan là cộng với k pi. Còn sin và cos là phương trình lượng giác thì cộng với k2 pi. Đấy. Tương đương với 2x, x giờ chia 2 về cho 2 thì là trừ pi trên 12 cộng với k pi trên 2. Đấy, họ nghiệm như vậy. Còn cái phương trình 6 này thì các bạn cẩn thận một chút. Đương nhiên là chúng ta sẽ đưa về dạng cơ bản, đúng không? Ở đây ta phải đặt điều kiện này. Tan có nghĩa thì cột. Cột 3x này phải khác không? Rồi. Rồi cột tan 3x có nghĩa thì cột tan cột của 5x có nghĩa thì cột 5x phải là khác không? Đấy. Ở đây tương đương với là x 3x khác pi trên 2 cộng k pi. Tức là x khác pi trên 6 cộng với k pi trên 3. Còn cái này là x 5x khác pi trên 2 cộng k pi tức x khác pi trên 10 cộng với k pi trên 5. Đấy, khác như vậy các bạn ạ. Bây giờ ta sẽ chuyển về, ta cố định tan 3x 5x đi. Thì sẽ bằng trừ tan 3x tức là tan của trừ 3x. Đấy. Các bạn phải nhớ như vậy, không có sai đấy nha. Thì tương đương với là 5x bằng trừ 3x cộng với cả pi. Vậy x sẽ bằng đấy 8x bằng cả pi. X bằng k pi trên 8. Đấy. Nhưng mà liệu rằng cái nghiệm này là thỏa mãn hay chưa? Phải kết hợp này. Chấm cái điều kiện này. Ở đây có thể thầy viết thành là cái L L pi trên 8 để khác cái k trên 2 nha. Ok. Đấy, lúc này ta sẽ cho nó khác. Thử vào điều kiện thứ nhất tức là l pi trên 8 này phải khác pi trên 6 cộng với k pi trên 3. Đây 8 3 24. Đây phải nhân 2 về cho 24. 24 tức là 4. Rút con cho pi nha, rút con cho pi là 4 l. Còn 8 3 24 để nhân về 3. 3L này, cái này là 4, 24 chia 6 là 4, cộng với 24 chia 3, 8, 3, 24, 8, 8, 8K, đấy, phải khác đây các bạn. Đến đây thì cũng rất khó đấy, mới đơn giản đâu, chặt chẽ là khó đấy. Vậy L 3L phải khác là 4 cộng với 3K, tức là nó liên quan đến phương trình nghiệm nguyên đấy các bạn ạ. Phức tạp ở đây, không đơn giản đâu. Vậy là
8 3 24 này là 4 này. Rồi là 24 chia 3 là được 8 này. Cái này là số chẵn này. Cái này là số nếu L là số lẻ thỏa mãn này, còn L là số chẵn thì sao? Đấy, chẵn thì sao? Cái này chia 8 thì giữ 4. Rồi đây ta sẽ tách ra những cái dạng là L là bằng này, 18 13 là nguyên tố cùng nhau, L bằng 8 8M 8M cộng 1 cộng với 1, 8M cộng 1 thì đấy là dư 3 thỏa mãn này. Rồi thỏa mãn này, ok. Rồi L là bằng 8M cộng 2, 8M cộng 2 thì đấy sẽ là chia 8 dư 6 thỏa mãn này. Rồi L bằng 8M cộng 3 thì đây sẽ là 3L là 24M là 34 12 thì 3L sẽ 18M 24 83 24M 24M 24 83 24M cộng 12, 12 là bằng 8 cộng 4. Vậy chia 8 dư 4 cái này loại. Cái này loại. Đấy. Rồi tiếp tục là L bằng 8M cộng 4 thì 3L sẽ bằng 24M cộng 16 thì chia 8 dư 0 cái này thỏa mãn này. Rồi L bằng 8M cộng 5 thì 3L là 24M cộng 12 15 3 cái 3L cái này 3L cái này là 3 34 12 cái này là 9 nhỉ, cái này là 3L là 9 9 là 8 cộng 1, cái này là chia 8 giữ 1 thỏa mãn. Thỏa mãn nhá. V này. Còn cái này là 3 12. 12 là chia 8 giữ 4. Cái này chia 8 này, chia 8 giữ 4 này. Tức là đồng giữ 4 theo mô đun 8 này. Nên loại không thỏa mãn. Nên cái này loại này. Ok. Rồi cái này sẽ 3L là 3515. 3515. 15 đấy sẽ bằng 8 cộng 17 chia 8 dư 7. Đồng dư 7 theo mô đun 8. Nên thỏa mãn. Cái này thỏa mãn. Rồi ok. Rồi tiếp tục. L là bằng 8M cộng 6 thì 3L là bằng 24M cộng với 36 18. Cái 18 là bằng
8216, tức là chia đồng dư 2 theo mô đun 8, thỏa mãn. Vậy thỏa mãn nhá. NDP. Rồi cuối cùng là L sẽ bằng 8M. Thì lúc này 3L là bằng 24M. Thì thỏa mãn chia 8 chứ không thỏa mãn. Rồi cái này là V. Rồi L sẽ bằng là 8M cộng 7. 8M cộng 7. Thì 3L sẽ bằng 24M. 7321. 21 là bằng 8216. 8324 16 cộng với 5. Thì chia, thì cái này đồng dư 5 theo mô đun 8, thỏa mãn cho nó, cái thỏa mãn. Thỏa mãn mà đáng là nó cũng có dạng là 8k cộng 4, tức là chia 8 dư 4 này là không được đấy. Còn chia 8 cái dư còn lại đấy, vậy có rất nhiều trường hợp thỏa mãn các bạn. Rồi lại xét tiếp, đó là xét vào cái điều kiện tiếp theo còn khó nữa, hy vọng là dễ hơn, là cái số tiếp theo là gì? L trên 8 này, L pi trên 8 này phải khác, đó là pi trên 10, khác pi trên 10. Pi trên 10 cộng với cá pi trên 5, rút còn 2 về cho pi. Đấy, 8, mẫu số chung đây là 8540. Đấy, phải nhân 40, 2 về. Thì đây là 4, 8 nhân 5 về 5, 8, 40. Đây là 40 chia 8 là 5, L. Còn 40 chia 10 là 4, cộng với, đây là chia 40 chia cho 5 là 8k. Đấy. Về 5L này về khác 4 cộng với 8k. Ở đây ta đã phân giải ra L của dạng này 8M cộng 1. Bây giờ M bằng 8, 8M cộng 1 thì M L 8M cộng 1 thì 5L sẽ bằng là 40M cộng 5, thỏa mãn. Cái này về này. Rồi L 8M cộng 2 thì lúc này 5L 40M cộng với 10 thì ở đây là chia 8 chứ 2, đồng chứ 2 theo mô đun 8 nên thỏa mãn. Rồi ok. Rồi tiếp tục ta xét L bằng 8M cộng 3 thì 5L sẽ bằng là 40M cộng 15. 15 là bằng 8 cộng 7. Vậy đồng dư 7 theo 1 đun 8 nó sẽ khác đồng dư 8 theo 1 đun, đồng dư 4 theo 1 đun 8, cho nên cái thỏa mãn. Rồi. Rồi L bằng 8M cộng 4 loại loại rồi. Rồi 8
8M cộng 5 L 8M cộng 5 thì 5L là 40M cộng với 25. 25 bằng 24, 83 24 cộng 1 thì đòi dư 1 theo mô đun 8 nên thỏa mãn. Đấy. Cộng 5 là cộng 4 được, rồi bây giờ cộng 6. 8L cộng 6 L bằng 8M cộng 6. Vậy 5L sẽ bằng 40M cộng với 2. 5 6 30. 30 là bằng 83 24 84 32. 83 24 24 cộng với 6. Do đó là đồng dư 6 theo mô đun 8 nên thỏa mãn. Đấy, về. Rồi tiếp tục là cộng 7. L cộng 7 8M cộng 7 thì 5L ra bằng 40M cộng với 57 35. 35 sẽ bằng là 84 32. 32 cộng 3 nên đồng dư 3 theo mô đun 4 là thỏa mãn. Thỏa mãn nhá. Cái đường thỏa mãn. Còn L bằng 8M. 8M thì đồng dư 5L là 40, đồng dư theo mô 8, đồng dư không theo mô đun 8 và thỏa mãn. Đấy. Vậy những trường hợp thỏa mãn này. Đó là 8M cộng 1 này. 8M cộng 2 này. 8M cộng 3 này. 8M cộng 5 này. 8M cộng 6 này. 8M cộng 7 này. 8M này. Chỉ bỏ đi cái trường hợp là 8M cộng 4. Là không thỏa mãn. Đấy. Vậy là ta đã giải xong. Vậy từ đó các bạn sẽ tìm được cái nghiệm Isser này. Đấy. Nghiệm Isser này, đúng không? Và có 7 trường hợp thỏa mãn. Trong trường hợp là L phân giả ra M. Và nói các bạn biết nếu mà bài này nếu không khéo là rất nhiều người không giải được. Và giải mà không đạt đối chiếu điều kiện lên sai các bạn nhé. Thầy muốn nói các bạn điều đó. Cái bài phương trình mà có hai cái tam bằng nhau đó, là rất dễ sai. Đấy. Hy vọng rằng qua cái bài giảng này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về phương trình lượng giải. Đấy là cái phương trình lượng có điều kiện. Đến mà người giải bằng cách là sai nhá. Chào các bạn.